Xin chào cả nhà. Bữa nay chia sẻ với cả nhà về cái niềm đam mê trồng rau và hoa của mình. Thì bây giờ mình chuyển sang trồng rau hữu cơ nhiều hơn cả nhà ơi. Đấy. Thì đây là cái vườn rau hữu cơ dọc cái con ngõ của mình. Mình vẫn chia sẻ với cả nhà rồi đấy đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đi làm thêm một cái loại phân hữu cơ nữa. Đó là phân bao gồm cá, trứng, sữa và chuối. Đấy, thì đây là những cái cây rau hữu cơ của mình. Thì mình đã tưới những cái phân hữu cơ như là phân đạm cá mình tự làm này. Đấy, dịch chuối này. Đấy, gợi e chuối này. Hay là cái phân nước gạo. Đấy, ngâm với nước giải. Hay là phân từ nước ngâm ủ rác nhà bếp với cả nhà. Đấy, thì cho ra những cái thành phẩm, những cái sản phẩm. Nhìn yêu không cả nhà? Thì làm phân hữu cơ hôm nay ấy, thì mình đã chuẩn bị sẵn một số những cái nguyên liệu ấy. Thì nguyên liệu chính của nó thì gồm cá cả nhà ơi. Đấy, chuối, trứng và sữa cả nhà. Thì đây có cả cái sữa ông thọ ấy cả nhà. Nhà mình nâu rồi không sử dụng đến nữa. Thì riêng cái sữa này thì sữa hết hạn mình cũng sử dụng được cả nhà nhá. Đấy, thì những cái sữa này nó còn hạn thì mình hòa nước ra. Đấy, thì với những cái nguyên liệu chính là cá, trứng, chuối và sữa thì mình còn có thêm những cái nguyên liệu phụ, ví dụ như là bia đấy, vỏ của quả cam hay là dứa cả nhà ơi. Hay cái thùng này cả nhà biết ở trong nó có gì không? Thì trong nó có mật rỉ đường ấy đấy, và chế phẩm M đấy, giúp phân hủy nhanh. Thì hôm nay mình làm cái phân hữu cơ này với cái lượng đó là 10 lít nước. Đây mình đã đong sẵn 10 lít nước vào cái thùng này đây cả nhà này. Đấy. Thì với 10 lít nước này thì mình đã chuẩn bị những gì cả nhà? Với cái liều lượng ra sao? Thì cá ở đây này là mình sử dụng 1 cân 2. Đấy. Trứng 6 lạng. Sữa 6 lạng. Và chuối cũng 6 lạng cả nhà. Đấy. Ngoài ra thì mình sử dụng thêm một lon bia, vỏ của hai quả cam, một quả dứa và 3 cái lít mật rỉ đường và một gói chế phẩm M. Đấy, thì cái này là con gái mình gửi về cho mình đấy. Mua rồi gửi về cho mình cũng chưa phá nữa cả nhà. Thì sau đây mình sẽ bỏ những cái nguyên vật liệu này vào thùng cả nhà nhé. Thì đây là 3 cái lít mật rỉ đường ấy. Đấy mà mình vừa khui từ trong thùng ra ấy cả nhà. Với một gói chế phẩm M. Đấy, thì bây giờ mình trước hết mình sẽ cho cái mật rỉ đường vào đã cả nhà nhá. 3 lít mật rỉ đường với 10 lít nước này. Chai này là chai nhựa cả nhà. Nên bóp cho nó nhanh. Như vậy mình vừa bỏ xong 3 cái lít mật rỉ đường vào trong đây cả nhà. Để giảm bớt cái thời lượng xem của cả nhà đấy. Cho nên mình tạm dừng video và mình đã bỏ được vào đây là 3 cái lít mật rỉ đường rồi cả nhà này. Đấy. Tiếp theo thì mình bỏ cái một gói chế phẩm M này vào. Gói bột dạng bột cả nhà. Chế phẩm M. Cái này mình xong mình cắt hơi ngược một chút. Đây sản phẩm này. Thành phẩm mình đổ vào nhé. Cái mật rỉ đường thì nó tạo men đấy cả nhà. Còn cái chế phẩm M này này giúp phân hủy nhanh ấy. Đấy, những cái nguyên liệu mà mình cho vào đây. Đó mình sẽ cho cả nhà ơi, mình sẽ cho cái sữa tươi này vào nhá. 10 lít nước thì 6 lạng sữa tươi tầm 2 gói này cả nhà. Sữa tươi không đường.
Sữa tươi có đường chứ, xin lỗi cả nhà. Mình bỏ sữa tươi có đường. Như vậy mình đã cho 6 lạng sữa vào rồi, thì bây giờ mình tiếp theo mình bỏ 6 lạng trứng cả nhà nhé. Sau khi bỏ mật, rỉ đường, trứng và sữa thì mình lấy một cái que để khuấy đều cái những cái dung dịch mà mình vừa cho vào đây lên nha cả nhà nhé. Tiếp theo là mình bỏ cá vào cả nhà. Cá này là cá rô ấy cả nhà. Mình mua có 6.000 một cân 2. Thì ở đây 10 lít nước này. Thì mình dùng cân 2 cá này. Với lại 6 lạng chuối, 6 lạng sữa và 6 lạng trứng. Tổng cộng cá, chuối, trứng, sữa là 3 kg với 10 lít nước cả nhà nhé. Sau bỏ cá này thì mình sẽ bỏ vào 6 lạng chuối. Chuối thì mình sắt miếng nho nhỏ cả nhà cho nó chóng phân hủy. Sắt cả vỏ cả nhà nhé. Đây chia sẻ với cả nhà là 6 lạng chuối này, mình đã sắt nhỏ này, chuối chín cả nhà nhé. Tiếp theo mình sẽ bỏ vào một lon bia. Với những cái nguyên liệu này ấy, thì cái phân của mình ấy, nó không có mùi khó chịu đâu cả nhà. Đấy.
Tiếp theo mình bỏ vỏ cam vào cả nhà. Sau cùng là mình bỏ vào một quả dứa cả nhà nhé. Sắt miếng để bỏ vào cả nhà. Sắt miếng như kiểu chuối ấy. To hơn tí cũng được cả nhà. Đấy mình cho vào. Như vậy với 10 lít nước này thì mình tạo được gần 20 lít. Đây. 20 lít cái thùng này. Gồm có nước và các nguyên liệu này. Đấy, từ 10 lít bây giờ thùng đầy đến đây rồi cả nhà. Còn cái phần này ấy, thì mình cũng cần phải để trống ấy cả nhà. Đấy, để khi mà nó tạo men tạo khí thì là nó tránh là gây nó phì cái nắp, đúng không? Sau đó mình khuấy đều lên một lần nữa cả nhà nhé. Thì đây mình vừa chia sẻ với cả nhà về cái cách làm cái phân hữu cơ ấy. Đấy, gồm chuối, trứng, sữa. Chuối, trứng, sữa và gì cả nhà nhỉ? Cá. Sau đó mình bịt túi bóng cả nhà nhá. Xong là đậy kín nắp. Thì tầm khoảng độ nửa tháng là mình có thể lấy ra sử dụng được. Thì khi sử dụng ấy thì mình pha tầm khoảng độ 30 đến 50 ml trên 10 lít nước để mình tưới cho rau cả nhà nhá. Tuần tưới 2 lần, phân đạm cá cũng như vậy. Thì cái phân này ấy, mình vừa mới làm xong thì mình nghe thấy mùi của cái dứa ấy. Đấy rất là thơm, đánh lên rất là thơm cả nhà. Đấy. Thì mặc dù có cá có trứng đấy nhưng mà nó không tạo mùi khó chịu đâu cả nhà. Vậy cho nên là cả nhà cứ yên tâm mà mình làm như vậy sử dụng nhá. Một thùng như vậy mình sử dụng rất là lâu cả nhà. Mình nhắc lại một lần cuối này. Để làm cái phân hữu cơ cá, trứng, chuối, sữa này thì nguyên liệu và thành phần nguyên liệu và cái lượng của nó thì mình sẽ làm như sau. Mình lấy 10 lít nước. Nước ở đây các bạn chú ý là nếu mà lấy cái nước mà có clo ấy. Đấy. Thì các bạn nhớ phải để cho nó hà hơi 4-5 tiếng sau đó mình mới sử dụng cái 10 lít nước đó để làm. Đấy. Thì ngoài ra thì mình có thể là đun sôi để nguội lên để mình lấy cái nước đó làm cả nhà nhá, tránh nước có clo. Thì mình lấy 10 lít nước thường này, nước lã này. Đấy, sau đó là mình mua 1,2 kg cá cộng với 6 lạng trứng, 6 lạng sữa và 6 lạng chuối, tổng cộng là 3 kg mình dùng cho 10 lít nước. Đấy, mình bỏ vào. Đấy, khuấy đều lên. Ngoài ra thì mình có một số những nguyên liệu phụ, ví dụ như là một lon bia, 3 lít mật dỉ đường, một gói chế phẩm M, đấy, một quả dứa và hai vỏ của một quả cam. Thì cái vỏ trứng cả nhà cũng có thể là bóp nát bỏ vào đây để sử dụng cả nhà nhé. Thì sau khi làm thì mình đậy lắp kín để trong bóng tối, chùm kín để trong bóng tối tầm khoảng độ nửa tháng thì mình sử dụng được, chắc nước sử dụng được. Đấy, hoặc là tưới cả, nó sẽ phân hủy hết, có cái M nó sẽ phân hủy hết cả nhà. Đấy, nhưng mà mình tưới vào bình thì mình phải lọc nước để tránh tắc bình cả nhà nhé. Nhưng mà mình thường toàn tưới gáo ấy, tưới ô doa thì mình chắt cái nước trên ấy. Lấy cái nước trên ấy thì bắt đầu mình bỏ vào cái ô doa hay là cho vào xô thì mình tưới bằng gáo. Đấy thì khoảng độ 30 đến 50 ml trên 10 lít nước để mình tưới, tuần tưới 2 lần cả nhà nhé. Đấy, nghe thấy mùi nó ruồi nó về đấy cả nhà. Thì cả nhà ơi, vườn rau của mình là vườn rau hữu cơ nhá. Mình tự làm được rất nhiều những cái loại phân hữu cơ. Đấy, ví dụ như phân đạm cá mình đã làm và đang sử dụng này. Bây giờ đến cái phân đạm, cái phân gồm có cá, chuối, trứng, sữa này. Mai kia mình sẽ làm thêm phân đậu tương nữa cả nhà. Đấy, ngoài ra mình có những cái loại phân hữu cơ khác. Ví dụ như gây e chuối này,
hay là nước giải ngâm với nước gạo này, hay là nước ủ rác nhà bếp này, đấy, phân gạo ủ hoai này, đấy, thì mình có rất nhiều những cái loại phân hữu cơ để chăm sóc cho vườn rau nhà mình. Thì nhìn vườn rau xanh tốt thì cảm thấy rất là thích cả nhà, đấy, cuộc sống cảm thấy là nó ý nghĩa hơn sau mỗi cái ngày làm việc vất vả mệt nhọc ấy. Mình trở về chăm sóc gia đình, chăm sóc cái vườn rau thì cảm giác là nó rất là thư thái, thoải mái và dễ chịu cả nhà. Đồng thời lại có rau để ăn, không phải mất tiền mua và rau đảm bảo chất lượng. Thì có lẽ video buổi sáng nay của mình xin dừng lại ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Nếu yêu thích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.